cái hộp Rulet servo motor gì đây. Cách bấm tốc độ hộp này nha. Nhấn giữ mũi tên xuống. Hiện lên 51 thôi. Lên 3. Bấm mũi tên xuống. À, đang tốc độ 32. 31, 28, 24. Lên tốc độ 23. Tốc độ 23. Tăng tốc độ lên. Bấm giữ mũi tên xuống. Bấm mũi tên lên số 3. Và bấm mũi tên xuống. 23 chúng ta tăng lên 32. Rồi. Đạp. Muốn đảo chiều cái motor này á, đang là theo chiều máy may. Muốn đảo theo chiều giấc sổ thì ta nhấn giữ. Bấm 2. Rồi bấm mũi tên lên xuống. B là đã đảo chiều giấc sổ rồi. Đảo chiều lại máy may. 2.